đi mẹ ăn chẳng được cái gì cả. Bây giờ Khải sẽ làm một cái video phóng binh bắt 2 để anh em dỡ xem hơn, khỏi bị lộn anh em. Rồi, ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ở clip này Khải sẽ bắt đầu phóng binh cây phi đao anh em. Cây phi đao thì đỡ bên này chính, đỡ Khải chuyển cái màn hình quạt chính cho anh em xem. Thì đây là bát thứ hai. Bát đầu tiên thì Khải mít anh em ơi. Khải S3 phát xịt 2 phát rồi. Đây là bát thứ hai anh em ơi. Bát thứ hai thì Khải sẽ cố gắng ép, lần này sẽ ép 5 lần nha anh em. Khải sẽ đập 5 lần nha anh em. Khải sẽ đập 5 lần. Đây đây, nó đang là cái kiếm anh em. Đây, nó đang là cái kiếm anh em, sợ xem sơ qua. Đó, đây là cái kiếm nha. Khải bắt đầu mua lại thị tinh cho bạn này. Nãy anh Evan ở clip trước thì Khải được 5 cục thị tinh. 5 cục thị tinh thì nó sẽ vị trí là khoảng 750 xu rồi anh em. Khải mua lại với giá rất là cao, là gấp đôi tiền luôn nè. Rồi, không 5 đồng đâu. Rồi, Khải sẽ giao dịch 5 đồng cho thị tinh qua bên này. Đó, 750 xu là được. Hóng binh thì Khải chưa cần em, tầm này thì Khải chưa cần hóng binh. Khải còn hóng binh đến 7 cục rương á. Nên là Khải chỉ mua 5 viên thị tinh thôi. 5 viên thị tinh 750 xu, đó là cho ba. Rồi, tiếp tục này. Đó, sau khi đó giao dịch xong, giờ bắt đầu Khải lấy thêm thị tinh, tinh hồng các kiểu nữa. Khải quy ra thử bao nhiêu bộ nha em. Khải quy ra thử được mình hóng binh được bao nhiêu lần nha em. Hiện tại bây giờ trên màn hình anh em thì Khải đã được hóng binh khoảng 2 lần rưỡi rồi. 2 lần rưỡi rồi nha anh em. Khải sẽ cố gắng lên khoảng 5 lần. Khải sẽ cố gắng lên 5 lần là Khải hóng luôn. Em xuống dưới tí. Đây. Rồi, hiện tại anh em trong bang cũng mới với anh Evan đó, chắc chắn sẽ có nguyên liệu thị tinh các kiểu rồi. Khải lần này Khải sẽ ép 5 lần nha anh em. Không biết ra được đau không. Mong rằng anh em đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ Khải nè em ơi. Hiện tại anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nè em ơi. Rồi, đỡ Khải lên trên bang Khải mua nè. Rồi, ok chứ ơi. Dạ em nghe. Em có bao nhiêu thị tinh giờ tương dương lỡ quan giùm anh cái. Rồi, tương dương để quan đúng không? Ừ, anh tống lưng, anh tống lưng. Cứ về đây rồi đọc rồi, cứ về đây đọc rồi. À, dây trước rồi anh tống trước. Em sẽ mua đủ 7 lần ép luôn. Em sẽ mua đủ 7 lần ép luôn. 4 viên rồi. Tử thì đi. 4 viên tử đúng không? Rồi từ từ bình tĩnh nè. 3 viên nam. Tương dương lỡ quan này vô rồi. 4 viên tử, 3 viên lam. 1 viên lục. Duy là 4 viên tử. 4 viên tử được hết anh này. 4 viên tử này. 3 viên lam. 3 viên lam. Rồi đưa 3 viên lam nha luôn nè. 1 viên lục đúng không? 1 viên lục. Rồi tất cả chốt luôn. Tất cả bao nhiêu cái này? Bao nhiêu viên em? 8 viên này, 8 viên này. 8 viên nhân cho 150 này. Lần này Khải mua double cho anh em nha anh em. 1k2. Rồi giao dịch em ơi. 1k2 là anh nợ thêm Duy 1k. 1 kim này anh đưa 200 này, nợ 1 kim này, nợ Duy tròn 3 kim nha. Đó cho nó giờ tính này. Ok ok. Đấy, cứ đưa hết qua cho anh. Rồi anh nợ em 3 kim. Rồi, lần này. Tôi có 4 kim. Ok anh. Cầm 200 cái gì, coi như tính chọn 3 kim đi. Rồi, ok. Đây là em chỉ lấy anh là tính chọn 3 kim thôi. Ok ok. Rồi, ok, cảm ơn em này. Đó, Duy donate lại anh, Duy donate lại Khải 200 xu này. Đó, ủng hộ ra cây đao nha anh em. Ráng ra cây đao nha em. Ôi, ra hẳn 2 cây đao chân đao nhé. Rồi. 2 cây đao à. Rồi, tiếp tục nữa Khải coi này. Khải lần này Khải sẽ làm một phát 7 cái luôn nha anh em. Nếu thiệt nha, nói thiệt anh em nha. Đây anh ơi. Chờ em chút. Hiện tại bây giờ em đang thiếu là 3 viên lục. 3 viên lục. Anh lấy cho em bỏ riêng nè. 3 viên lục này, 1 viên tử này. 3 viên lục. 3 viên lục đủ này. Đúng rồi, 3 viên lục, 1 viên tử, 1 viên lam. Lam này đủ này. Rồi là anh tất cả là 5 viên đúng không? Tất cả 5 viên đúng không? Đó, 4 viên, 4 viên. Sao được 4 viên? 3 lục. Ba lục. Không có tử, anh không có tử. Không tử hả? À? Đủ, anh em nào có viên tử không em? Ba lục một lam thôi hả? Rồi. Đưa anh một kim, anh ăn thử coi. Anh thử gì anh? Kim gì một kim gì anh thử. Cho anh mượn 2 kim đi. Em không còn kim, em đi mượn Duy nè anh, em chưa nạp. Rồi này. Rồi giao dịch đi, giao dịch đi. Rồi cứ giao dịch đi, em thiếu anh 4 viên này là 600 xu nha. Rồi. Rồi này, tiếp tục này. Rồi hiện tại bây giờ là Khải đang. Rồi giao dịch anh. Hiện tại Khải đang thiếu một viên lục nữa thôi. Một viên lục nữa là Khải có thể double được 7 phát như này, 7 phát phóng binh nha. Đó. Tại vì một phát phóng binh là nó sẽ tốn là 200 xu. Ủa em giao dịch mới giao dịch ai đâu mà? Đâu giao dịch anh ơi. Ủa quay tay giao dịch rồi. Ủa ông quay tay đưa Khải hả? Vãi chướng. Đang phóng binh này, đang phóng binh này. Rồi, ông quay tay ơi, Khải mua anh tốn trước rồi, quay tay ơi, nhận lại giùm Khải cái.
Khải 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 hứa mua 1 tấn trước rồi. Giao dịch lại dùm Khải ngay. Giao dịch. Quay tay giao dịch lại đi. Khi nào cần Khải hú tiếp. Giờ Khải trả lại quay tay là 3 lục nè. Nói chung là anh Tuấn anh mua anh bán trước mà. Rồi. Tôi là một bộ với cả 1 lục. Một bộ với 1 lục hả? Ủa đúng không anh em? Được rồi. Khải không nhớ nữa. Đang giao dịch anh Tuấn rồi cho nó xong mà ông này ông quất vô một cái là mình lộn quá. Thôi nếu mà thì đấy quả đi mất công hỏi giao dịch này thôi. Ok lấy like của ông này đi cho nó nhanh đi. Rồi giờ này em nợ anh quay tay 4 cục nha, 4 cục thủy tinh đúng không? Rồi này anh Tuấn rồi mày. Rồi. Cho em bán em một cục lục thôi. Em đập phát này là 7 cái liên tục nha. Rồi cho ban chủ luôn này. Rồi Khải đây Khải sẽ úp 7 cái liên tục nha. Đó, hiện tại bây giờ Kim nợ nần đầy đầu rồi anh em ơi. Anh em không hiểu chứ hiện tại Khải đang nợ nần đầy đầu rồi. Rương là toàn thủy tinh khó anh em ơi. Rồi ok này, Khải sẽ được 7 phát đập nha anh em. 2 kim ông cho anh mượn rồi. 7 phát đập nha anh em. 7 phát đập thì vị trí là Khải sẽ tốn khoảng 400 vạn này. 400 vạn với 1 ca 4 xu. Khải sẽ làm hết ra cho anh em dở xem nha anh em, dở tìm hiểu nha. Nói chung là hiện tại nợ đang đầy đầu anh em ơi. Nợ nần bao vây rồi, đang cần người đầu tư. nợ nần bao vây rồi nè. Còn 2 kim không cho anh mượn 2 kim không? Nợ nần bao vây rồi. Đó nè, tiếp tục nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khải tròn 7 phát đập luôn nè mày. Khải hết tiền rồi mày. Pha này đập không lên đau á. Rồi chắc nghỉ luôn nè mày. Một lần đập tốn 200k nè em, ít đâu. Nghỉ luôn đi anh ơi. Thiệt rồi chứ. Một lần đập tốn 200k đấy. Rồi bây giờ Khải sẽ rút tiền vạn nè. Một lần đập tốn 200k nè. Ai còn 2 kim không cho anh mượn 2 kim không rồi. Anh cho xong rồi. Anh em nói chuyện anh nha em, đó. Anh em nói chuyện nha. Em đã tập trung hông binh này. Rồi anh em ơi, hông binh này thì Khải sẽ đập chính này được 7 lần nha em ơi. Rồi Khải sẽ bắt đầu ép tam sức thật. Được 7 lần nha em ơi. Khải chuẩn bị tool này là tool bắt thứ 2. Không biết ra đao hay không. Anh Ngọc Bảo vô dịch 10 kim kìa. Anh Ngọc Bảo nào đâu anh em. Anh Ngọc Bảo đâu anh Ngọc Bảo ơi. Hiện tại Khải ép cái nào. Cho em vừa bàn với băng full em ơi. Hiện tại Khải hết xu em ơi. Đang đợi đơn nào mà chưa thấy. Băng full rồi em ơi. Thông cảm cho Khải em ơi. Ngày mai hay ngày kia á đơn mở chức năng thì Khải mới cho thêm 120 em ơi. Rồi ok hello 550 anh em đang xem này. Anh em đang xem đỡ lại một like một chia sẻ video này giúp Khải em ơi. Rồi Khải đang ép hung binh em ơi. Ép cái tam sức thật đó. Khải sẽ đập được 7 nhát nha em. Tiếp tục này, ép nhanh cho anh em này. Không đỡ anh em chờ đợi lâu này. Hôm qua thì Khải đập xịt 3 lần rồi. Hôm qua chán quá nè mày. Đập xịt 3 lần. Tốn hết mấy trăm ca chả được gì. Chung là hôm nay không biết cái sự may mắn của Adder hay không. Adder có giúp đỡ tăng may mắn 100% cho Duy Khải. Cái mình nữ Duy Khải đúp được cái đao hay không đây. Rồi. Rồi em ơi. Khải đang ép tam sắc thật anh em. Ok hello 560 anh em đang xem anh em ơi. Anh em đang xem đỡ lại cho Khải một like chia sẻ giùm cho anh em. Rồi chuẩn bị Khải sẽ hỗn binh cho anh em xem. Không đỡ anh em chờ đợi lâu. Rồi 7 cục nha anh em ơi. 7 cục sẽ được 7 nhát nha anh em. Đây Khải sẽ đỡ xuống góc dưới này nha. Một lần nè. Một lần thì tốn 200 xu nè. Đó. Gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ luôn nè. Ủa sao xu mình dư nhiều vậy ta. À nãy ông kia ông donate cho 400 mấy chục xu nè ra dư. Rồi. Đó 7 phát nha anh em. Đó cho anh em dễ nhìn. Đó. Đó, được chưa? Rồi, lúc 500 vạn nữa này. Hiện tại server này anh em 200 vạn sẽ là 1 kim. Và 500 vạn này nó sẽ dao động khoảng 2 kim. 2 kim 500 vạn này sẽ dao động khoảng 2 kim nha anh em ơi. Và một lần hóng binh là gồm hóng binh thật này 200 xu. Và tam sức thật thì quy ra cái chỗ này nó nằm phải hơn 2 kim nữa nha anh em. Hơn 2 kim nữa là 7 nhát thì tính ra Khải hết cái phần. Cái lần này Khải đập sẽ tốn khoảng trên 15 kim. Ok này, bây giờ vô này anh em ơi. Bây giờ vô này anh em ơi. 500 anh em là có thật đúng rồi anh em. Bây giờ Khải sẽ bắt đầu hóng binh nha anh em ơi. Đây, trước khi hóng binh Khải sẽ cho anh em xem sơ qua lại vũ khí trước khi bắt đầu hóng binh anh em ơi. Đây. Để từ ai vô mua cái may mắn anh em ơi. Mình lấy chút may mắn thử nó có hơn không nè. Mở tín tí. Đó, quá tựu các kiểu anh em ơi. Đó. Rồi, cánh này được chưa? Đây. Múc nào anh em. Không đỡ anh em chờ đợi lâu. Múc nào anh em. Ok, vô. Phát đầu tiên. Nếu mà lên đao là anh Dita donate em 2 củ, anh Ngọc Bảo donate em 1 củ đúng không? Nếu phát đầu tiên lên. Rồi ok, nếu mà phát đầu tiên lên thì Khải sẽ có 3 triệu từ anh Dita Nguyễn, 2 triệu và anh Ngọc Bảo 1 triệu. Đó. Nếu mà may mắn thì Khải sẽ trích ra khoảng 10%.
10% của cái 3 triệu đó là 300k. Khai sẽ trích ra 300k để có thể donate là cho anh em đang xem livestream này phần quà 300k nha anh em ơi. Khai sẽ trích ra 10% cho anh em 300k nha. Nếu như anh em Khai sẽ làm một mini game nhỏ nhỏ nếu như cái phần lần đầu tiên này lên nha anh em ơi. Rồi. Khai sẽ trích ra 10% là 3 triệu. Quên là 3 triệu đó là 10% là còn 300. Khai sẽ trích ra để donate anh em. Donate ngược lại những anh em đang xem livestream của Khai. Rồi, Khai kéo xuống dưới này nha anh em ơi. Rạnh anh em ơi, rạnh tới nha anh em, rạnh tới nha anh em. Rồi. 1 2 3 4 5 phát. Lần này thất bại. Lần đầu tiên thất bại anh em ơi. Lần đầu tiên thất bại. Trời ơi, đen vậy. Lần đầu tiên mà đã thất bại giống hôm qua vậy ta. Hôm qua còn thất bại xong rồi lên kiếm, xong rồi thất bại vãi nồi. Giờ lần này lần đầu tiên còn thất bại luôn, vãi chướng anh em. Ôi cha 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 cha. Thất bại rồi, thất bại rồi, thất bại rồi. Rồi. Tiếp tục. Thất bại anh em ơi. Thất bại rồi, thất bại. Rồi tiếp tục Khải sẽ hoán phát thứ hai nè mày. Khải sẽ làm phát thứ hai nha anh em. Đây sẽ là lần thứ hai. Đây sẽ là lần thứ hai nha anh em. Lần thứ hai. Đây sẽ là lần thứ hai nha anh em. Khải sẽ nặng ở phía dưới này. Đây. Ôi xa, xịt rồi, xịt rồi, xịt rồi. Ê, lên lúc. Một, Khải sẽ đếm lên năm nha anh em. 1 2 3 4 lên. Ai cha cha gì đây anh em ơi. Ok anh em. Nặng 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 anh em ơi, nặng anh em ơi. Nặng anh em ơi, nặng nặng nặng. Rồi xong rồi, thấy đen đen rồi, stone rồi. Xong đau vãi thiệt. Vãi thiệt. Vãi thiệt anh em ơi, rồi xong rồi, xong rồi. To rồi anh em ơi. To rồi, xong đau rồi, vãi thiệt. Chán. Ok, tiếp tục này. Hiện tại bây giờ thì ra xong đau, hai xong đau thiệt rồi. Tiếp vẫn như cũ, ok này. Xong đau rồi. Rồi anh em. Rồi, tiếp tục này anh em ơi. Không lên được anh em ơi. Bà mẹ nó anh em. Ta bot cho anh em xem. Bà già nó. À, nhỏ rồi anh em ơi, nhỏ rồi anh em ơi. Rồi tiếp tục này. Anh em đang xem cho một like chia sẻ anh em ơi. Má ra đúng hai sông đau thiệt anh em. Hai cái đau thiệt vãi thiệt. Rồi tiếp tục này. Hiện tại video này Khải đang delay nha anh em. Delay Khải đang delay 45 giây nên là anh em sẽ xem bị chở một chút. Anh em sẽ lên bị chở một chút nha anh em. Anh em thông cảm nha. Tiếp tục này. Cần phúc duyên. À đâu. Phúc duyên trên người đó anh em ơi. Đợi Khải cánh phúc duyên đó. Nó tốn phúc duyên trên người nha anh em. Phúc duyên thì đầy. Phúc duyên có mà đầy nha anh em. À, nó sẽ tốn 50 phúc duyên trên người nha anh em. À, bữa giờ Khải không để ý. Hiện gì phúc duyên Khải đã mất tiêu hết rồi. Rồi tiếp tục này. Lại này. Tiếp tục anh em ơi, anh em nói chung là hiện tại anh Ngọc Bảo với anh Dita thì ủng hộ donate thì Khải cảm ơn anh em nhiều. Còn anh em nào muốn donate ủng hộ thêm thì anh em có thể donate ủng hộ thêm giúp Khải anh em ơi. Để Khải cố gắng hoàn thành cái đao này nha anh em. Ba lần, bốn mấy lần xịt đồ anh em. Tại ba lần xịt đồ anh em ơi, rất là đen rồi. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục anh em ơi. Không biết được ra đao hay không. Rồi lên tiếp tục này. Lên tiếp tục này anh em ơi. Lên tiếp tục này. Nảnh cái coi. Mất tiêu rồi. Bật hành trang lên nha anh em. Bật hành trang lên nha anh em. Rồi nó đậu xanh. Nó rồi chứ. Vãi thiệt. Nó rồi. Rồi chán vãi. Ra nó nè em ơi. Nó này. Chán rồi nè em ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Khải còn 4 lần nữa thôi. Trời ơi, đen dưới ta. Đen dưới trời. Nhẹ thành khác coi.
Rồi. Tiếp tục. Ra nó nè mày. Biết khi nào có đồ tím em. Đợi 3 tháng nữa à. Lúc đó gần toàn rồi. Rồi tiếp tục. Hai cái đao ra nỏ nè mày. 4-3 lần mới ra cái đao vãi thiệt. Rồi tiếp tục nè mày. Không có người trả 3 triệu năm chưa bán hón. Khi nào ra đao thì thôi. Rồi tiếp tục nè mày. Hiện tại nó nè mày trắng rồi, trắng đời rồi. Khải còn 4 lần ép mà thôi nè mày. 4 lần ép mà thôi nè mày. Thành công. Thành công nữa nè em ơi. Trời kích đậu xanh. Vãi thiệt. Kích nữa nè em ơi, không ra đau rồi. Rồi tầm này chắc to rồi. Còn 3 phát nữa nè em ơi. Vãi thiệt. Rồi to rồi, to rồi. Lần này to khải rồi em ơi. To khải rồi em ơi. Vãi thiệt chết chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Anh em đang xem đỡ lại một like nè em ơi. Vãi thiệt to rồi, to rồi. To rồi, to rồi. To rồi, to rồi. Vậy theo anh đi ta ra đi, vậy theo anh đi ta ra đao một củ. Ok anh nè, Ngọc Bảo nè, to rồi nè em ơi. To rồi, to rồi. Khổ máu hết tiểu nè em ơi. Trời ơi, đã kích rồi nè em ơi, uống miếng nước nè em ơi. To rồi. Giờ là gì anh em? Đủ anh em bảo ra kiếm rồi, chết chết rồi. Quả này sợ thất bại luôn, 7 lần không ra 6 cân nghỉ game. Cánh ngớt rồi. Rồi, vô. Ra chi nữa thì đủ bộ à, vãi thiệt. Xin cái đao em ơi, tốn mớ tiền em ơi. Đậu xanh. Lên. Lần này là hôm qua mít 3 lần. Lần này là lần thứ 7 rồi nè mày, thứ 8 rồi. Thứ 8 rồi nè mày, tự tin lên hên xui nè mày. Á à, ra cái nó. Chết luôn nè mày. Nặng 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 nặng. Nặng nè mày, nặng nặng, anh em thấy cái hành trang bên bao bọc bên dưới không? Thôi xong, má hai ô thấy to rồi. Chì luôn, vãi thiệt. Chì vãi, vãi thiệt. Toan rồi. Gọi điện thằng Hòa chửi. Thôi xong rồi, hết rồi nè mày. Toan rồi, còn 2 phát cuối nè mày. À, hiện tại bây giờ khả là 8 lần rồi nè mày. 8 lần rồi nè mày. Đào đầu. Rồi xong ton rồi nè mày, ton khải rồi. Á à, pha này ton rồi, ton thật sự nè mày. Ton thật sự nè mày. Còn 2 cái cuối thôi nè mày. Coi mà báo trước kết quả anh em, sao báo trước hay vậy?
À, cho anh em xem clip sau nè. Ra nhân đào dùng cái khác nước quá. Ok, còn hai cái cuối nè mày. Hai cái cuối nè mày, đủ xanh, đen rồi, nhỏ rồi nè mày. Hai cái cuối nè mày. Khai cất như cắt như này còn nặng nha nè. Nếu mà ra một hành trang một ô thôi là được. Nó mà đỏ 2 ô, 3 ô là thấy to nè em. Nó chỉ cần đỏ này 2 ô, 3 ô là thấy to nè em. Single down nè em, trời ơi, single down cái ở đâu, đủ xanh. Rồi thiếu một viên vái thiệt. Lại chút một chút, thiếu một viên vái thiệt. Một viên thì hồi nãy em chờ chút nè em, thiếu một viên. Một viên. Nguồn nam động rồi, đây. Phục viên đây. Là một nhát nữa nè em. Thiếu phục viên nè mày, chán quá. Hiện tại video Khải delay 45 giây nè em. Nên là Khải thông báo trong game á, chứ không phải anh em biết trước kết quả đâu nè em. Khải thông báo trong game á, chứ không phải anh em biết trước kết quả đâu nè em ơi. Khải thông báo trong game á. À, chị chán đời. Rồi thất bại. Ton. Rồi phát cuối luôn này. Phát cuối luôn này. Không ra nữa chắc ôm hận luôn này mà. Chán đời rồi. Lên. Lên phát cuối nè. Nặng. Nặng. Thôi xong rồi, kích nữa rồi. Toàn rồi anh em ơi. Thôi. Mất mớ tiền rồi anh em ơi. Trời ơi, mất mớ tiền trả được gì luôn anh em ơi. Khổ rồi. Vô tổng kim là 5 triệu anh em ơi. Hết tiền rồi. Toàn rồi anh em ơi. Toàn. Hết người không toàn rồi. Khổ rồi. Không được rồi. Vô lấy 5 triệu rồi, toan rồi, ra kích rồi. Ai xong bắt hai thất bại, trời ơi, đủ xanh cái kích này nó ra mấy lần rồi nè. Toan rồi. Toan. Nói chung là pha này khả toan gần 20 kim rồi nè em ơi. Khổ quá, hết tiền rồi. Tầm này toan rồi nè em ơi. Toan thật sự rồi. Toan rồi. lỗ nặng rồi nè em ơi, hết 20 kia mình tính ra là mua foil với lại phóng binh không là Khải bay hết gần 3 triệu rồi. Bay hết gần 3 triệu nè em ơi. Toan rồi. Rồi bây giờ là hết phóng binh, hết các kiểu, hết tiền, hết thất tóc tật nợ mang này đầu nè. Nợ mang này đầu rồi nè em ơi, chán rồi. Hết nợ ra đầu em ơi. Hơn là Khải vừa vào đã lấy 5 triệu kinh nghiệm em ơi. Biết được 5 triệu không ta? 5 triệu 4 triệu đây. 5 triệu em. To rồi. Đèn vải trưởng. Anh tính ra là Khải ép là 10 lần rồi. Gần 30 kim rồi. À, tính luôn phôi nữa là ba máy kim là hơn 2 triệu anh em, hơn 2 triệu ra em. Vẫn không ra cái đâu. Một kim là 70k Việt Nam đồng anh em ơi. Khải hết 30 kim với lại phôi là tính ra là gần 3 triệu rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Hên xui hơn rồi anh em ơi, hơn 30 kim rồi. Hóng binh hôm qua 3 lần chỗ này 7 lần mà một lần vị trí là hơn 2 kim. Cho 2 kim đi. 2 kim tính ra 20 kim tính ra khoảng gần 2 triệu hơn thôi. 20 kim này nhân cho 70 nè. Đâu tính ra mấy mục gần 2 triệu thôi em ơi, gần 2 triệu thôi. Chưa tính phôi, nếu phôi nữa là mới tính 3 triệu. Phôi hôm qua Khải mua là gần 1 triệu. Chung là hơn 2 triệu thôi, hơn 2 triệu mà chưa ra được cái đao. Hơn 2 triệu mà chưa ra được cái đao ưng ý nè mày. Vẫn là cái kích chẳng đời chưa. Cây phôi nó đáng mà. Tính luôn phôi phóng binh là 2 triệu, hơn 2 triệu mà vẫn chưa có cái đao nè em.
hơn 2 triệu chưa có đâu. Full nữa nè mày. Hơn 2 triệu chưa có đâu. Nói chung là hiện tại nó đang là cây kích. Được Khải coi thử mua hoán sim được phát nào không. Tại cây kích đúng không. Kiểu này phải mua nợ thêm anh em trong bang này. Đến em nhặt quả xong tụi này là Khải tiếp tục hoán một phát, một hai phát nữa coi. Nợ nần bao vay rồi. Nợ nần bao vay rồi. Bán mẹ đợi hoán ra anh em. Phát này cây kích đúng không. Đợi hoán một lần cuối. Nó ra vũ khí gì thì chắc bán vũ khí đó thôi, không xài. Tại vì là đã quá là nhiều rồi mà không ra được thì nói chung là quá đen rồi. Này quá đen rồi. Quá đen rồi. Được Khải hỏi trong bàn nè. Anh em cho chút nha. Alo, 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 alo. Đen quá nè ơi. Anh Tuấn ơi, anh còn một bộ thì tin nhận không? Để em làm một phát cuối anh. Còn. Một bộ hay hai bộ gì không? Một bộ à? Rồi đưa em làm phát cuối này. Em làm phát này ra cái vũ khí rồi chắc em bán thôi. Đồ xanh từ kiếm đao nỏ các kiểu mà. Nếu mà nãy đỡ nỏ là ngon bán mớ tiền luôn ấy. Để nỏ thì 40 kim. Đúng rồi, nỏ phải hơn 40 kim. Mà tầm này đồ tầm này đen quá. Cho em mượn đi anh. Thương dung trung tâm đi. Thương dung trung tâm đi. Còn bao nhiêu thủy tinh anh đưa hết đi. Không, một à, à, cứ đưa hết em, đưa em này. Anh em ơi. Còn những anh em còn lại là 7 gom này mày. Khải ép thành kích rồi mà mua nỏ gì. Cái nỏ này là có người chạy giá Khải hơn 3 triệu, Khải chưa bán rồi mà 3 triệu rưỡi chưa bán luôn á anh em. Giao dịch Khải ơi, giao dịch. Đồ xanh nhỏ quá. Có tử không anh? Không có tử hả? Không. Đồ. Anh báo ngay từ đầu anh không có tử ra. Không có tử hả? Anh 4 viên. Anh em tao gom tập kết anh em ơi. Ai còn dương tử không anh em, Khải làm một phát nữa anh em ơi. Ê, nhỏ quá nhỏ quá. Một cục hóng binh của bang là Khải mua lại này. Còn xu không, hết xu luôn rồi. Nợ nần bao vai rồi anh em. Rồi nợ nần bao vai. Lỗ này, lỗ này người. Bây giờ anh thiếu một cục tử em ơi. Thiếu một cục tử, một cục họ. Được rồi. Thiếu một cục tử, thiếu một phóng binh. Phóng binh thì bên Đạt Nam Độc có rồi, đến mua lại ba người. Không có. Chán quá. Rồi không có tử, hiện tại thiếu cục tử thôi. Có biết tập kích một đi anh em. Anh em gom tập kích một anh em ơi, gom đi anh em ơi. Được, anh em cứ gom đi, Khải kiếm một viên thì tinh, Khải đọc một phát nữa coi. Được hay không được thì cũng xin tạm dừng tại đây. Anh em qua mấy tập kích một chục hơn nào, hơn 10 lần là coi như là không ăn thua rồi. Không, sẵn con này hỏi luôn, một mình này hỏi luôn này. Mô tử hiệu tinh. Thì tinh. Chắc là anh em qua mấy tập kích một chục mình này. Còn một cục cuối nào mà. Ngầm, có cái tập nhỏ này, nhỏ này. Rồi ok. Hai từ đó khó nè mày, hai từ khó nè mày. Hai từ khó, đợi Khải mua tự thì tin một cục nữa là Khải làm phát cuối nha. Rồi ok anh em, kiếm được viên tự thì tin nè mày. Phát này Khải làm phát cuối nè mày. Phát này là phát thứ 11 anh em. Nếu không lên là phát thứ 11, không ra cây kiếm, quên. Không ra cây đao là phát thứ 11 rồi. Là bay sắp xỉ gần 2 củ anh em. Rồi nè, Hồ Minh Thạnh nè, 200 xu nè. Đó, ém chỗ này lại luôn. Ém chỗ này lại luôn. Rồi. Khải sẽ làm phát cuối nha anh em. Có thị tinh rồi. Phát cuối nè anh em. Làm phát cuối nha anh em ơi. Là phát cuối nè mày. Khải sẽ đếm 1 đến 5. 1 2 3 4. Rồi thất bại. Rồi nghỉ luôn là vừa. Nghỉ luôn là vừa anh em. Má xịt tê le luôn em ơi. Thôi lần này không dám phóng binh nữa rồi. Chán rồi. Cầm đao chán. Cầm đao cứ bắt đi tổng kim rồi em ơi. Không biết như thế nào chứ. Nghiên cứu sao nè mày. Rồi, banh một mớ kinh nghiệm, một mớ tiền trả được gì nè em ơi. Đó, mít toàn tập nè em. Mít.
mịn. À, ok, bây giờ thì Khả anh lên phụ em hoạt động ba tí nữa mày. Mít rồi. Mít hoàn toàn. Mít tồn tạo này mày. À, sau clip này thì đây là clip thứ 3 rồi. À, đỡ vài hôm nữa nếu mà nó rẻ thì Khả sẽ làm tiếp bắt 3. Còn không thì thôi em ơi. Cũng tên hơn 2 máy kim tiền hón rồi. 2 máy kim tiền hón rồi chả được gì rồi. Chung là tầm này đang đau đầu rồi em ơi. Đang đau đầu rồi. Lỗ là thất bại nặng nề rồi em ơi. Thất bại nặng nề rồi em ơi. Thất bại nặng nề rồi em ơi. Thôi Khải take clip này nha. Anh em đang xem video Hồng Binh thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ để ủng hộ lần sau cố gắng lên bắt ba lên cái đao nha em ơi. Còn không được nữa thì thôi Khải xin phép bó tay luôn em ơi. Tại vì cũng cố gắng lên đao để đánh, nhưng mà theo ý kiến của anh em trên kênh YouTube, nhưng mà cái ý định của mình là muốn ra đao nhưng mà không ra được em ơi. Coi như là thất bại hoàn toàn em ơi. Thất bại hoàn toàn rồi.